Giống như buổi tập ngay sau trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo chia đội hình thành hai nhóm. Nhóm 1 gồm những người đã thi đấu trong trận gặp Malaysia sẽ tập nhẹ, thả lỏng, còn lại sẽ được tập luyện bình thường theo giáo án của ban huấn luyện. Đáng chú ý, Tuấn Anh vẫn chưa thể hòa nhập cùng với các đồng đội kể từ khi gặp phải chấn thương cổ chân trong trận đấu với Indonesia trước đó. Tuyển Việt Nam hiện tại đang duy trì thành tích bất bại và tiếp tục dẫn đầu bảng G với 17 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đối đầu với đội xếp thứ 2 là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 15 tháng 6 tới đây.